Bằng Kiều làm điều đặc biệt cho vợ cũ, vợ mới phản ứng bất ngờ. Nói đến các cặp đôi giữ được mối quan hệ tốt đẹp sau hôn nhân không thể bỏ qua Bằng Kiều và Chi Di Phương Trình. Mới đây trên trang cá nhân thì cựu ca sĩ đã đăng tải video Bằng Kiều làm việc hết công suất đóng hàng gửi sang Mỹ cho cô cùng các con, đính kèm là dòng trạng thái. Bà mới gửi clip cho bà cũ xem hình ảnh ông bạn đang đóng hàng đem niêu và đũa cả về Mỹ cho bà cũ. Thương bà mới nên thương lây cả ông bạn kia. Qua chia sẻ này có thể thấy là chính vợ mới của Bằng Kiều đã quay lại hình ảnh này gửi cho Chi Di Phương Trình. Hành động trên của người mới, người cũ khiến dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi cách cư xử văn minh. Phía dưới clip thì khán giả đã để lại nhiều lời khen có cánh cho gia đình của Bằng Kiều. Thật ra thì điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi trước đó thì cả hai đã có những màn tương tác vô cùng vui vẻ. Thậm chí thì về Việt Nam, sau đó trở về Mỹ, Chi Di Phương Trình còn bày tỏ sự xúc động khi phải xa những người thân yêu, trong đó có cả vợ mới của Bằng Kiều. Từng chia sẻ con người thật của vợ mới, bà mẹ ba con bày tỏ. Linh là người hiểu chuyện và khi hai người phụ nữ hiểu chuyện gặp nhau thì có là hai gia đình ghép thành một. Mình cũng mừng thầm là Bằng Kiều đã chọn được một người như thế. Không ngại để anh qua lại với gia đình cũ. Có như thế thì hai gia đình mới có thể đi nghỉ mát cùng nhau và anh em nó có nhau. Bên cạnh đó thì Chi Di Phương Trình cũng cho biết mấu chốt của mọi vấn đề vẫn là hai người phụ nữ. Nếu họ biết cư xử tốt với nhau thì không bên nào phải thiệt thòi mà còn được nhiều hơn. Về việc khen mạnh mẽ, bao dung, rộng lượng, Chi Di Phương Trình bày tỏ người mới của Bằng Kiều mới là đáng khen. Từ chung lại thì bà mẹ bà con đã vô cùng dành những lời khen cho người mới của Bằng Kiều. Điều này quả thật là hiếm có, khó tìm đúng không nào?